Lại nè. Rồi. Cái này á là nó không phải bị pin nha anh em, về em kiểm tra là ok nha, pin không phải pin đâu, là do anh bỏ cái cục bu lô này nó không có đúng á, à thấy không đó, cái cục bu lô này một hồi em thử xong rồi em chỉ cho anh cách bỏ cục bu lô này vô cho nó chuẩn để anh xài nè, không phải pin nha anh, do mình bỏ cái cục bu lô này không đúng á, rồi nó bị lỗi, rồi nó quấn một hai cái nó báo đèn hoài nha anh. Đây em quấn cho anh 10 vòng, 10, 20 vòng gì hết, băng luôn cũng không có bị gì đâu nha anh, nè thấy không. Ok ha, nè một cây nha, rồi cây này cũng vậy nha, tại vì mình không có biết bỏ vô lô á, rồi mà mình về pin là nó lỗi, nó bấm một hai cái là nó sẽ báo lỗi nè đó. Đó anh muốn bấm 20-30 vòng cũng pin này là anh bắn cả ngày luôn á anh, pin này em bắn bốn, em đóng 4A anh, dung lượng 4A bấm cả ngày luôn á, không hết pin đâu à, đó anh chỉ cho anh cách anh bỏ nha, để em bấm xong rồi cho anh chỉ cho anh cách vô thay gu lô nha, nè thấy không, nè em chỉ cho anh thay gu lô nha, tắt này trước nè, anh mở này ra nè đó đúng không, anh mở ra anh phải kẹp này lại nha, kẹp này lại là cái càng xanh này nó giữ vô đây để không là nó mới mở cái càng này ra, anh mới rút ra, anh gạt cái này ra anh rút ra không đúng chưa đó, rút ra bây giờ anh muốn gài vô nè, đó anh gài vô cho em, khi mà gài vô nó có một cái cây này nè đó anh, nó có cái cây ở đây anh phải đẩy cho nó lên trên cao lên nè, trong góc này nè, cái cây này nè đó phải đẩy lên cao, mà nếu mà nó sụp xuống đây là không được nha anh, nè đó phải kéo lên trên nha, đó đó rồi xong anh mới bỏ vô đây đó, vô rồi nè, đó xong rồi bắt đầu anh mới bỏ vô đây đúng không, đó bỏ vô anh đậy lại, khi đậy lại anh cũng phải mở này ra nè, đó là để cho cái thằng này nó kẹp vô mở này ra, rồi bắt đầu anh nè, à gạt lên nè, đó đây rồi vậy đi. đó rồi vậy nha anh, ok nha, máy nào cũng vậy á, anh phải làm y như em nha, để em coi nó lỗi nha, pin là pin này là pin mới nha, em đóng pin 4A dung lượng 4A nha, thằng này là xài ok, pin này là em đóng pin lithium nha, mạch 3S30A nha, mạch xịn nha, anh yên tâm anh xài, tại vì một máy nó có một pin à, nên em đổ cái cục pin này là cục pin 4 dung lượng 4.000 nha, rồi chào anh. Rồi chào anh.